Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thành người Đa Thưa các bạn, chúng ta đang có một cái cơn sốt với dự án Cartizen Với dự án có tên mã là Carti Và chúng ta cũng sẽ có một cơn sốt đến từ cộng đồng Thành Nội Đa chúng ta Khi có rất nhiều trình nghe thông qua Cartizen được mình chia sẻ Và hôm nay mình sẽ không chia sẻ ở đâu nữa Mình sẽ chia sẻ ở chính kênh chúng ta Chính kênh chúng ta đã được bài by Bybit, một trong những đối tác rất là thân thiết của kênh Thành Nội Đa chúng ta Đã có một phần quà cực kỳ ý nghĩa dành cho tất cả những anh em là đang giao dịch ở trên bài và một điều gì đó là dành riêng cho anh em đến từ cộng đồng thánh NDA những người đã ủng hộ bài bit từ những ngày đầu tiên bài bit có mặt trên thế giới và cũng là những người đầu tiên mà bài bit uh, tiến sâu đến thị trường việt nam và mở cửa thị trường sport. Và hôm nay chúng ta sẽ có một trình à, độc quyền rất đặc biệt với Cartizen Với những anh em may mắn sẽ nhận được phần thưởng vô cùng giá trị từ Cartizen Và thêm nữa Bài biết sẽ giao pool cho kênh Thành Điều, Điều, Điều chúng ta Để chúng ta live stream Và chọn ra những anh em may mắn một cách công bằng nhất Và anh em đều biết trong những buổi live stream của mình từ trước đến giờ Luôn luôn đảm bảo tính công bằng cho anh em Và không có bất kỳ một yếu tố nào Gọi là ưu tiên Dành cho người này người kia tất cả các pool tài thưởng mà Bybit đã giao cho mình như thế nào thì mình cũng sẽ thực hiện y như vậy dành cho anh em và mới đây nhất buổi trưa nay mình đã thực hiện một buổi quay số như vậy và những anh em nhận được giải thưởng những anh em chúng ta theo dõi buổi này biết rõ về liệu mình có quay ổn định hay không và liệu mình có công bằng với anh em hay không và hôm nay chúng ta sẽ có những slot đến từ Cartizen dành cho anh em như anh em đã biết hiện nay thì Cartizen đang có giá ở trên sàn Prime Maker của nền tảng Bybit đang là mức giá là 0,7 đô. Đấy, đây là những định điền và thực tế thì khi chưa giao dịch giao dịch gần đây mới nhất đây thì là 0,78 đô mức giá cao nhất. Trước đó thì chúng ta có những biến động giá nhưng mà nói chung là vẫn ở trong vùng 0.7 đô. Và đây là một cái mức giá chúng ta kỳ vọng Cartizen có thể đạt được bởi vì là dự án này chỉ có 1 tỷ token. Nếu không phải 7 đô tức là dự án này sẽ có cap là 700 triệu một mức cáp này hoàn toàn hợp lý với độ hot của dự án Cartizan này với một cái độ phủ sóng rất là lớn trong cộng đồng và được hầu hết tất cả các sàn giao dịch hiện nay listing thì Cartizan là một dự án xứng đáng để có một cái mức cáp như thế này Đối với dự án Cartesian thì uh, chúng ta có một sự kiện độc quyền như sau và mình đã đang ở trên kênh uh, Telegram trước khi mình làm video này rồi. Bởi vì sự kiện này mình sẽ quay số chọn anh em mà nên là chúng ta không sợ vấn đề là FCFS hay gì cả. Đấy. Với sự kiện này thì chúng ta sẽ có một sự kiện độc quyền đó chính là anh em sẽ nhận 100 KT. 100 KT anh em lưu ý 100 KT thì nếu như mà nó ở cái mức giá là 0.7 tại thời điểm trao giải thì đó là một con số rất là giá trị với anh em đúng không ạ rất là giá trị với anh em rồi 0.7 thì 0.7 x 100 là 70 đô đúng không ạ mà nếu như mà nó cao hơn giả sử nó lên cáp là 1,5 tỷ thì sẽ là 150 đô đúng không ạ một con số rất là ấn tượng luôn Và anh em đều biết là xác suất ở kênh thanh đồ Đi chúng ta ấy mà nếu như anh em tham gia một sự kiện độc quyền ấy, nó sẽ cao hơn rất nhiều so anh em chơi ở bên Global hay là anh em chơi ở một số nền tảng khác bởi vì là cộng đồng chúng ta mà chúng ta chỉ trong một nhóm cộng đồng những người dùng ở đây thôi những người dùng biết đến mình và mình biết đến anh em thôi chứ không giải động ra toàn thế giới và chúng ta sẽ không phải đối mặt với những cái gọi là cheater đúng không ạ những cheater cao thủ nhất thì chưa chắc đã là một cộng đồng chúng ta vì vậy đây chỉ là cái cơ hội những anh em mà chúng ta thực sự muốn sở hữu một được Cartesian mà chúng ta có thể tham gia mặc dù các bạn không tham gia bot Cartesian trước đây Đấy, nhưng mà thông qua sự kiện độc quyền này thì anh em có cơ hội nhận được được chưa và sự kiện này không hề khó với anh em mình thấy cực kỳ dễ cho anh em à, trong à, thời gian thì rất là dễ những người dùng đăng ký mới từ mùng 1 tháng 9 đến trước khi listing Cartizen như mình được biết thì Cartizen sẽ listing vào 17 giờ ngày 20 tháng 9 này và như anh em mà đăng ký từ đầu tháng ấy, đã được tính vào trong cái buổi này rồi và cái yêu cầu sự kiện như sau trong thời gian um, trong thời gian này uh, nhá lại đấy, thời gian thì mình đã nói rồi và yêu cầu là anh em phải đăng ký giới nên kênh thì anh đưa nhé Nếu các bạn đăng ký ở bên A bên B bên C hoặc là tự đăng ký thì sẽ không được tính ở trong cái pool sự kiện này các bạn nếu các bạn chưa có tài khoản thì các bạn thể đăng ký lúc này vẫn được đấy Nói chung là cứ năm sao trước ngày 20 tháng 9 các bạn đăng ký tài khoản và mình không yêu cầu anh em phải kyc được chưa mình không yêu cầu anh em về kyc và bên đã viết cũng không yêu cầu anh em về kyc Đấy. Có tài sản tối thiểu 100 đô tại Bybit Startup trước khi listing KT là 2 tiếng. Đấy anh em lưu ý nhé. Có tài sản tối thiểu 100 đô tại Bybit và snapshot trước khi nít tinh KT là 2 tiếng. Ví dụ nít tinh KT vào lúc 17 giờ thì họ sẽ snapshot trước 15 giờ. Được chưa? Anh em tốt nhất làm sao mà trước 15 giờ phải thu xếp được phải có tiền ở trong tài khoản nhé. Được chưa? Được không? Đấy, có 100 đô trong tài khoản nhớ nhớ kỹ cái điều kiện này phải có 100 đô trong tài khoản nữa. chứ các phải anh em nạp 100 đô và anh em chơi nó bị nổ đi không được tính nha được chưa Đấy, các bạn chỉ cần đáp ứng cái điều kiện là có 100 đô trong tài khoản vậy thì anh em cũng không cần phải chơi gì cả luôn anh em nạp tiền vào trong tài khoản và anh em để trong tài khoản cho mình là được không cần phải chơi trước gì hết Đấy, cứ làm sao mà trước cái giờ nít tinh snapshot ấy Đấy, họ sẽ snapshot trước cái 2 tiếng thì 17 giờ lít thì snapshot là lúc 15 giờ được chưa? Đấy, hoặc là snapshot trước một chút nữa thì tốt nhất thì anh em lạp tầm lúc lúc khoảng trước 14 giờ đi. Đúng không ạ? Lạp vào để ghi nhận vào trước 14 giờ đi thì nó là an toàn nhất họ snapshot mà đúng không? Đấy. Đấy. ngoài ra thì anh em cũng có thể tham gia những cái sự kiện khác nhưng mà mình xin nhắc lại với anh em chúng ta chỉ cần đăng ký tài khoản trong thời gian sự kiện. Rồi, và anh em sẽ có một cái số dư ở trên tài khoản có thể là bất kỳ tài khoản tài sản nào nhưng mình khuyên là USDT vì các tài sản khác có biến động giá thì khi anh em nạp mà nó quá đúng ấy hoặc là nhỡ đâu có vấn đề gì ý. họ chụp nhanh không chính xác lúc đấy anh em thắc mắc thì các bạn cứ làm USDT các bạn làm nhiều hơn nhưng một chút các bạn làm 105 USDT chẳng hạn đấy thì chụp nhanh không bao giờ anh em tưởng được được chưa nhau đấy ngoài ra thì anh em sẽ ăn luôn iRobKati Ờ, uh, nếu như mà anh em đăng ký mới thì tiện tội gì lại không ăn Arocati đúng không? Đấy thì Arocati thì có chương trình token pledge. Đấy chương trình token pledge thì bây giờ anh em có thể ấn nút đăng ký tham gia vào đây. Cũng có dành cho đăng ký mới đây, cũng có dành cho đăng ký mới này. Đấy. Thì cái này thì mình đã có cái bài đăng và video hướng dẫn rồi mình không nói lại nữa. Đấy. cái này nó hoàn toàn không liên quan đến cái sự kiện độc quyền mình nhé sự kiện độc quyền mình nó chỉ có bằng ngày cái thôi chỉ có cái bằng này yêu cầu thôi mình đã bôi đen những cái yêu cầu còn cái token blade nó không liên quan gì đến sự kiện của mình chỉ là mình nhấn mạnh là nếu chúng ta ăn a thì cũng nên ăn b đúng không đấy thì các bạn có thể tham gia thêm để kiếm thêm thôi còn cái sự kiện quyền mình cực dễ và ở trong đây thì lưu ý là phần thưởng sẽ chỉ dành cho anh hai mình, anh em may mắn mình sẽ quay số và buổi quay số mình sẽ công khai trong buổi live trực tiếp cho anh em rất minh bạch cho anh em luôn tất cả những cái thông tin Bybit cung cấp danh sách hợp lệ thì mình sẽ đi theo cái thông tin Bybit cung cấp và phía bên Bybit sẽ giám sát buổi livestream này cũng như là kiểm tra thật kỹ về cái danh sách này anh em an tâm về cái vấn đề này là minh bạch phần thưởng sẽ được phân phối sẽ được gửi đến anh em ngay khi quay thưởng xong thì nó cũng dễ thôi mà mình cũng quá quen với bên phía Bybit rồi nên mình cái phân phối này cũng dễ thôi anh em lưu ý là không chung IP thiết bị không chuyển độ nội bộ giữa các tài khoản Đấy, lưu ý anh em lưu ý cái phần này như bài biết người ta sẽ tổng hợp và nếu như bị request thì mình cũng không có cách nào nhé uh, bài có quyền loại bỏ tất cả những người dùng có dấu hiệu vi phạm anh em lưu ý và video thì đang update chính là video mình đang chia sẻ với anh em đây ok được chưa Đấy. và mình hy vọng là tất cả anh em ở trên kênh chúng ta có thể tận dụng cơ hội này để có thể đón nhận sự kiện độc quyền và nhận những phần thưởng giá trị đến từ nền tảng bài 70 đô đấy không phải ít đâu và bên mình thì anh em thấy chỉ có 20 slot quay số thôi nhưng các bạn đừng nghĩ là ít vì chúng ta biết rằng xác suất ở bên kênh đấy Nordea cực kỳ cao và mình hy vọng là anh em chúng ta có thể uh, kiếm được phần thưởng này thực sự là nó nghĩa là quá dễ luôn bình thường anh em ngày xưa Momo anh em kiếm một triệu để nạp thẻ thôi đấy mà anh em còn phải làm đủ mọi bước đi giới thiệu này nọ, nọ kia nhưng ở bên phía vai biết đây đây các bạn có thể nhận được phần thưởng từ 70 đến thậm chí nhiều hơn rất nhiều 100 đô thì nó đã từ gần 2 triệu rồi, đúng không ạ? Và cái công, cái việc là việc là nó không hề vất vả, anh em chỉ cần cây EOS được thực hiện đi điều kiện. Còn quay số may mắn hay không thì trong buổi quay số sẽ quyết định. Nhưng mà xác suất mình nhắc lại là bên đa cực kỳ cao trong tất cả những cái sự kiện độc quyền mà chúng ta tham ra trước hiện nay. OK, vừa rồi thì mình đã chia sẻ đến anh em uh, video thông tin đến anh em về sự kiện độc quyền bên phía nền tảng Bybit kết hợp với cộng đồng Chainyarda liên quan đến dự án Katzen. Hy vọng là anh em trên kênh chúng ta kịp thời tham gia và các bạn có thể có trong danh sách quay số để mình sẽ cùng với anh em chúng ta sẽ quay số sau khi mình nhận được danh sách đến từ nền tảng Bybit để dành phần thưởng cực kỳ giá trị đến từ Cartizen và thông qua sự kiện độc quyền giữa Bybit và Thế Anh Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn. theo tiếp theo.